gió nha cả nhà ơi, bữa nay mặc áo cải dài luôn cả nhà ơi. Năm mai mai mà đâu thì giấc dẫn gì giấc đi massage nha. À, ai đó nghe nè, bà đeo lên cổ bà có lằn luôn nè. Trời ơi, y như là ba lai vậy đó. Trời ơi, đeo cái cổ của lằn luôn nha cả nhà. À, cái này mà để sâu quá là mấy con dồi nó ăn cái cổ đó là. Trời ơi, bệnh mà ăn cái ba cái thứ độc không. Ôi, chích cạo chén luôn nha cả nhà. Sáng vô mặt đã. Bỏ ra. Đây cản. Đó là đây cản khách luôn đó. Chích Thảo hàng răng giả ăn nha cả nhà. À, lại tôi. Trời ơi, quay qua cười cái gì chứ. Cười cái. Cái mặt ghê gì. Trời xấu đau mà xấu đớn rồi chứ. Trời ơi, chức đang uống nước nha, này đeo ba chiếc nhịn. Ủa lại nông ba chiếc vô một chỗ nữa hả? Không thấy gì chứ, qua đây mới qua đây. Còn nãy giờ đâu qua đây đâu. Bên kia đâu được 7 bộ đồ má với đôi dép. 6 bộ rồi, 7 bộ. Không ngộ, có gì chức qua đây là qua đây, không có gì chức là không qua đây. Đây có giấy nè. Giấy. Giấy nè. Giấy nội. Đi với chồng bà đó. Đi xe hơi. Đi xe hơi. Sướng vậy đi đâu rồi. Đi con mối. Con mối. Mà dở. Hỏi rồi. Không, mua tối nhiều lắm rồi. Trời ơi, làm như tiền ta bạc tỷ á, cầu bay. Tiền ngục quá. Bệnh đây gì chứ? Nổi không? Chết. Gì? À, mà chúng mưa không? Dùng quay gì dứt về hết, có mưa đâu, chưa mưa mà. Mới lâm rầm được có vài hộp à. Sợ quá. Sợ gì chứ? Hồi này chất bệnh nha, mặc bộ cao cả dài nha. Kéo mặt dài nút cao lên. Có bệnh tắc quạt đi mở quạt chi nữa. Không bệnh qua kiếm má chồng ha. Kiếm má chồng cho đúng không? Tắc quạt cây lạnh quá. Con đi trà đá gì luôn. Ám sát đó, đảo lục lạnh như chết đây, còn chơi cái này nữa. Nãy con kêu gì chứ cắt què gì chứ không chịu. Nhìn mặt con cầm lần sao cắt. Sợ luôn không? Chồng tao kêu mày qua nhà nó chơi kìa. Thôi khỏi. Sáng hả, giỡn ở đây nè. Mẹ nó đụng ai cũng khớp. Thôi chứ mệt nên chứ không nói chuyện nổi nữa nha. Buồn gì chứ? Buồn gì vậy? Mệt hả? Không, nhiều lắm rồi. Má chồng, trời ơi, nằm đẹp quá gì. Đưa cho má chồng em đi chị chết. Có 10 ngàn vậy. Rồi mới đá 10 ngàn. Bán nghèo khổ như em. Bán chết là phải 15-20. Nay có gì tâm trạng không? Hay là mệt? Vô khám đi, coi thử rồi. Chắc có hài rồi. Có hài à? Dâu đẻ mà về chồng đẻ luôn. Đẻ nó ra đứa ai nè. Nó nuôi chức bệnh rồi nha, giờ gì cho qua cạo gió gì chức nha cả nhà. Ăn nhiều quá nó bệnh luôn. Ăn gì mà ba bà đó ăn nhiều cho bà già nó tắm ăn không à. Gió nha cả nhà ơi, bữa nay mặc áo cải dài luôn cả nhà ơi. Năm mai mai mệt đâu thì chức dẫn gì chức đi massage nha.
chỉ kia tấm qua là anh cứng mắt xa liền. Mày gặp tao nó sợ, mỗi còn gặp mày nó chạy trốn luôn. Có vô không? Có nhưng mà hơi đúng nước đó, mưa là con bị nha. Không, bữa con bị bệnh con cho gì gì xưng cạo á, trời ơi nhà cũng cạo đậm lắm. Lợt nhách là gì xưng không có sức. Nên xin cạo con không có xì nhơi luôn á, thì con cạo bình thường không có đau luôn á. Này cạo thôi dùng sức đâu mà bây giờ phải quyết cái cách cạo nó mới đau, còn biết cách cạo nó không. Nhưng mà con cho có cho mấy chị con cạo á, đầu nhà cả nhà đau thì chết. Cạo chỗ nào đâu nè, chỗ nào nè, miếng này nè, cạo chỗ này đâu không, thì nãy giờ cạo chỗ này, chỗ nào cạo mạnh nó mới có gió. Cạo đúng rồi, cạo mạnh mới có gió. Bữa gì sưng cạo con thấy ủa xong đau mà về nhà coi trời chết, nó lợt nhách rồi. Ơi, chết rồi, giác quá, lợt cạo bên khác đi. Cạo phải chịu đau thì chết ơi, nó mới có gió, mới ra gió, nó mới khỏe. Còn cạo không ra gió thì nó không khỏe đâu. Cạo mà xìu xìu, anh không có gió nó mới chết rồi. Tôi cạo cái chân mình không á, đau cái chân mình thì chịu luôn. Phải gồng chịu nó mới ra gió. Biết bữa tao gió quá trời, không biết ai cạo tao một cái hổm bên bà Châu á. Bà Hoàng với ai? Ai? Bà Hoàng. Nói chứ dầm mưa hôm qua lâm râm, bữa nay bệnh luôn. Nó ngồi cạo vô xong uống viên Phaladon đi, nó đỡ hơn. Ngủ dứt tới ngày mai là hết bệnh. Dầm mưa như tôi chứ sao ta. Chứ ra gì dâu lớn thì dứt mà đúng không? Tôi gần 70 rồi. Mà tôi đã ướt rồi, khô khô rồi ướt luôn. 70 bà lớn, ta 6 tuổi mà. 68 nè. Lớn có 4 tuổi rồi má. Hôm nay gì chức bệnh rồi, hết đóng kịch cho mọi người xem rồi. Hôm nay có live stream không gì chứ? Chưa biết. Chưa biết luôn hả? Lòng hảo tâm. Kỳ lòng hảo tâm hả? Ới công chuyện thiệt. Là live stream mà ngại không live stream đi nữa, đem live stream. Live stream. Mấy cái mục đó đàn ngứa. Cạo mạnh lên. Có ông bà Chậu. Có mà cái đó cạo. Ở mấy mục ngứa đó, trời ơi đã gì đâu. Mục điểm ơi, nó bị ngứa, ngứa hơn mục cục rẻ thì có. Bị, ngứa đó. Bị lỡ, bị lét đó. Có ngứa đừng có gãi nha, lỡ là một cái là chết luôn á. Kệ có gì lây sầm. Thôi không có đâu. Thí kiều thí dân đi chung. Thí kiều thí dân. Cái này gì sức gì chất chết này, chất lôi lôi mộng cầm đi theo luôn hả? Có là đứa xe vòng, đứa xe lăn, năm gì chai nó rồi. Ở tàn mấy cái chủng ngứa còn đó đã không? Có cậu gió mà ngứa không có đau mà còn ngứa nữa. Ngứa không? Phải chắc... chích tạm chỗ ngứa không nè. Chắc mấy chỗ đó sình không á. Đường á, đường nó bơm. Bà Châu đi xin ăn không? Ủa má, đừng như mấy người đi xin ăn, má xin ăn đã cho, con xin ai cho? Chỗ à, tôi cũng bà nó cũng có bầu qua tháng. Nè, sắp tới con đi phát đồ này chứ lấy không? Lấy đâu? Thì chứ ngồi đường nào? Rồi bán ai á. Rồi đi, đi đường Lý Tổ nha. Né gì chứ luôn thì cái gì chứ là con biết có nhiều người cho nên khỏi cho nữa. Thì chứ mà ngồi bán hàng né qua Lý Tổ, còn chứ ngồi Lý Tổ là con đi qua quận 5 luôn. Xong chưa, khỏe chưa chứ? Cạo ngực đi. Không, không cạo ngực. Cạo chứ cạo đâu. Có cổ không? Ôi, hại sống rồi. Mà mặc luôn đi. Rồi đưa cái túi đen giữ cho thì chất. Đưa túi đen giữ cho thì chất. Đưa túi giữ cho thì chất. Bà đeo đó nè, bà cổ ai đó nghe nè. Bà đeo cổ bà có lằn luôn nè. Trời ơi. Y như là ba lai vậy đó. Trời ơi, đeo cái cổ có lằn luôn nha cả nhà. Cái này mà để sâu quá là mấy con dồi nó ăn cái cổ đó là mất, phải cắt khúc đó luôn nè. Ý là cái nó dơ quá.
cái cổ cái dây đó gì chứ không giặt thường đi, nó dơ là bắt đầu mấy con vi khuẩn nó bám vô. Wow. Nó lở lét nè. Để bà đây đi. Bà để cái bốt như này cho bà sẽ đi nè. Thôi về qua mua của bà giục nhà thì má ơi. Để cái bốt đi bà đeo cái dây người kia cho nó ăn cổ bà đi ghê quá. Bệnh nặng chuối nữa có ghê á. Chỉ đập không á. Chảy ra đây cái con cái gì vậy? Bà còn nói nữa. Gì với ai vậy? Bệnh mà ăn chú già còn chết. Chết nó lẹ con má. Lại đâu rẻ đâu đùi cắn. Nó có rẻ chứ. Rẻ mà bà cãi tôi hoài. Thấy rẻ đâu rẻ. Rồi xong rồi hả? Khỏe chơi chứ. Cho 20 mà. Không tôi nói tiền đó má ơi. Trời ơi tiền bạc gì. Còn... Lấy lần lấy 100, 200 với 100, 20 lấy mang tiếng. Nhiều cũng lấy đó. Bảo có tiền cho bà thôi. Cầm là lấy án đó. Lấy chi? Lấy làm gì? Chạy dầu giống cấp của tao quá. Cũng má chồng ăn cắp với ta. Khỏe hả? Khỏe bắt đầu nói chuyện được. Bà lấy dầu to con nè. Ra đây mất mười mấy chai dầu. Bà cự cạo nguyên chức. Ừ cự cạo luôn. Bà cạo ngay bắt rồi quá. Thôi chứ cự cạo gió nghe chán rồi nha. Cho bà ăn nha. Trời ơi bệnh mà ăn cái bà cái thứ độc không. Thôi chứ cạo chán luôn nha cả nhà. Sáng vô mặt đã. Đây cán. Đó là đây cán ăn khách luôn đó. Đỉnh đầu cái chồng đầm tao hoài vậy. Rồi bán chạy đi chú nữa rồi. Uống nhiều mất công mất đái lắm. Còn cái này uống ba chai luôn. Đồ mà hả không có. Ủa để coi tiền chắc còn nhiều không nha cả nhà. Này mua cái gì đó. Cái vỏ này biết ai tặng không? Vợ mày. Trời nhớ luôn ta. Nó mua cái vỏ cái bự quá, không có đẹp. Vỏ nào? Vỏ ta mượn ta mua quốc ta 300. Tối tiền cho nó đi mua. Đợi cô Gen. Mua Valadon cũng được. Valadon uống đi. Mua gì? Còn đó một viên thôi, mua một viên thôi. Thôi hai viên. Mua vậy đi. Vậy mắc lắm đồng tiền. 18 ngàn hả? Mua vậy đi. Mua vậy đi. Thôi còn dư nhiêu lấy hết, giữ đi nha gì cầm. Nay nhìn thấy chất buồn quá. Lấy nó nào đi, nãy không mới là bạn đi chứ. Uống thuốc nha cả nhà. Thôi chứ uống thuốc nha, hôm nay bệnh rồi chứ. Ta nằm lề đề ở nhà hoài là ta biết rồi đó. Lào đừ phải không, lào đừ cái gì. Làm mệt mỏi, kiếm chỗ lũi ngủ mà. Đái xong ngồi đái luôn, nằm đái luôn. Rồi bà già chồng còn khịa được. Tay đeo vàng quá. Nói chứ chất lỡ có gì á cho con mấy chiếc vòng nha, chiếc nhẫn nha. Em lấy hết rồi, giờ mày đầu ai chiếc nhẫn nữa. Tấm mà ngoại đứng ngay cái đầu canh cái cùng tiền cho má còn để lo bổ trợ cho ngoại. Nói chung á là cái gì chức mất cái gì chức muốn đi bông hay đi tiền. Đi tiền nhà tâm già qua. Không đi tiền mình mang nghiệp, bây giờ mình khỏi miệng khúng điếu đi, miệng chấp điếu đi vô gì chứ. Được không? Miệng chấp điếu nha. Có gì cả đi bông cái gì chức nha. Cả tính vô đái cả là đồng. Ủa quậy nè, không quậy nè. Cũng còn ơi, chưa sao. Ờ, ông qua đây luôn. Nói chứ mốt có gì hết, cho con ba chiếc nhẫn này nha chứ. Bây giờ đưa gì chứ 10 triệu trước nha. Được không? 10 triệu, 3 triệu. Ờ, 3 triệu chơi ông. Lời luôn á.
dịch lắm má, nó đi biết nhà nó đâu má. Má này gài kế hay quá. Gài kế hay quá. Ở này chứ bận nguyên bộ đồ dài nha. Ăn đủ hả? Mà thấy quốc cầu cơm xong rồi ăn bún nữa hả? Con bãi cho con chút mà má. Nói chung á, con nhìn chất mạnh năng ghê. Trời ơi, chứ ăn bún hơn nha. Bún cá chiên vàng. Rau với đồ á, ngon. Làm ít thôi chị ơi, đừng có làm nhiều quá chứ ăn không hết bỏ nữa. Không có gì làm buồn đúng không? Kiếm vàng lắm đúng không? Cái gì chứ cũng còi à. Còi chưa xử hả? Đó bà mà cũng nhà chung tù á. Tại chồng lấy nước đáy dưỡng mặt mới đi quán thồn. Cái tôi nói ủa gì sao lấy gì đáy chị lấy giữa mặt ghê vậy. Bà nó tốt lắm á, nó kỳ bệnh luôn. Chị mà nổi cái gì lên thì đáy đó chị thích có con giáo chị bả dành. Ôi giời. Ông cái đó hay lắm, chính cặn ớt mấy cái cục nhảy nhậu. Chức nói nghe cười gì trời, giờ chức đang bệnh nè, giờ làm thử đi. Ủa giờ làm vô người luôn hả? Cho mình đá anh chà đá đi. Rửa mặt cho nó tỉnh đi. Ờ rửa mặt đi chứ. Từ đây cho shop viên mà. Đâu kịp đâu. Đâu kịp. Đây cái. Mới ra chỗ nó chữa bệnh đó. Nghe thấy gì chứ. Con thấy gì chứ cũng nặng lắm rồi đó. Má mày cũng tiền. Ờ nãy giờ ba chai nước suối với dĩa thuốc là 50 rồi, với ăn con bún cá 40 nữa rồi. 90 rồi. Không những gì dứt ra đây chất chịu ăn ghê luôn. Đó là hét ra là má chồng phải đem nước ra liền. Con cái chuối đi chất. Mà lấy ăn hết đi, nhức đầu quá. Nhức đầu hả? Hợp gì? Cái hồng hồng gì đó. Dạ, hồng trà. Kinh hốt luôn hay sao? Hồng trà làm cái tắc á. Đúng không? Đang bệnh mà vụ hoài, đúng không? Uống này giải cảm nè. Giống một lụ á. Trời ơi, chất tóc bù xù lên đó rồi. Đây đây rồi. Đó má chồng. Cày me. Cày me xúc luôn hả? Nó hàng đi chứ. Cày me rồi không? Không trà. Không trà là gì? Để cho nó đi ra nó ăn cho nó uống mà mình khỏi hỏi cái quần. Đó. Giật lắm mấy má này. Mốt đừng bỏ chanh nha gì. Sợ chanh lắm. Con. Ăn cái gì á, heo của con nó bệnh á, đem nào cũng vậy. Em ơi, thôi trà gì, tao đang bệnh mốt mốt mà. Không, bác sĩ nữa. À, gì chứ con biết sao chứ không ăn chanh rồi. Con biết lý do tại sao chứ biết không? Đúng rồi, uống lại giải thuốc cái này chứ, à nói chứ cảnh cảnh đi chứ cũng khôn đúng không? Không biết là tưởng liếc Thương Lâm quay đi, hôm nay ngốc mà. Dứt bụng rồi nó ăn cái gì nữa, không có sung khí gì đấy vậy. Thôi chứ ao quất cô bún cá chiên vàng nha, giờ đang đem qua. Cháu ơi, cháu mang nấu mang miếng mía xôi đi cháu. Đó. Nấu nha, dành mối bà. Trời ơi. Bạn cáo ngoài. Trời ơi, mới quất câu cơm mà từ từ cái gì chất. Bán sợ ếch gạo của con chút rồi. Trời ơi chị ơi. Chị chất nói bộ sợ ếch gạo mà trời có một chút kìa. Đó. Không dám nói con nói luôn nè, giờ chứ nói nữa đi, nó lén nó đi. Ờ muốn ăn nữa cho nữa nè. Trời ơi, không nói ra cái xấu gì trước này sức im ru à.
Có đâu đâu không xuống. Đầu rất là chùm luôn á giờ. Dạ cậu đầu nó quẩn mọc tóc không? Nè. Bỏ đây nha, chứ bỏ vô. À bỏ vô gạo để chứ ăn chung nha. Mày lâu quá. Ủa mà bán cái đâu mà mới nấu hả? Trời ơi. Lỡ bán đông tao vô làm sao ăn? Nước lèo tao làm cái đâu hầm cái đó. Chứ còn tốn ga nữa thì mày nấu một nồi lớn đó. Mua cái bếp ga mini á, với kèm cái nồi ga nấu vậy nè. Thì đó, cái bếp ga mini đó, bếp điện đó. Họ chức đang chờ bún cá Kiên Giang tới nha cả nhà. Tôi này giống nhà tu quá. Đũa đâu ăn? Đũa đâu ăn? Ủa tai dơ quá chứ ơi. Giả mặt mày tai con kìa dơ.